công việc như là về giúp người tị nạn ở Thái Lan á, thì hồi nào giờ tôi chưa thấy cơ hội nào mà công khai tài chính mà giúp cho người ta một cách nghĩa là rõ ràng, mà cứ nói là chúng tôi sẽ lo thế này, chúng tôi sẽ lo thế kia. Thành ra tôi, chào mọi người, nói tôi như Derek đã biết lên là Thái Lan có rất là nhiều du khách đến. À, cảm ơn chưa, Cường Toàn. Thì vì cái đại dịch Covid-19 thành ra không còn du khách nữa. Chào em gái Ngọc Lan nha. Tị nạn thì không có việc làm, tại vì không có du khách thì cũng chẳng có việc gì để làm cả. Thành ra tất nhiên là trong một năm vừa qua thì họ sống rất là khốn đốn. Tôi có một số thiện nguyện viên ở Thái Lan, họ liên lạc với tôi trực tiếp hàng ngày để cho tôi biết là tình cảnh của người Việt bên đó như thế nào, để tôi có những cái phương hướng giúp một cách trực tiếp. Thưa anh, tôi có lập ra một cái hội non-profit của riêng tôi, tên là Dịch Nhân Ái, The Compassionate Organization. Thì chúng tôi có những mạnh thường quân đồng chí nào nóng thế giúp đỡ để mà Minh Minh Thành à, đóng góp cho những cái công việc đó. Đó thì nói chung là tôi không có gây quỹ bên ngoài nhiều. Thưa anh, từ tháng 6 năm hình như 2020 thì phải, thì Thái Lan đã có một cái chính sách là không có công nhận tị nạn. Và những người mà có quy chế tị nạn thì còn đỡ ha. Còn những người không có quy chế tị nạn mà bị cảnh sát bắt á, thì sẽ bị đưa vào trong cái trại gọi là IDC, tức là Immigration Detention Center đó. Mà một khi mà đã vào đó rồi đó thì là mệt lắm. Tức là muốn chuột ra mà kia đó thì phải đóng tiền phạt là khoảng $1,500. Thật ra khi mà người tị nạn bị bắt á, thì họ tìm đủ mọi cách để mà đóng phạt cho cảnh sát địa phương, nghĩa là một số tiền nhỏ vậy đó thì được đi ra. Nhưng mà nếu mà cảnh sát nó không chịu những cái giải quyết nhỏ nhỏ như vậy mà được đưa vô tới IDC á, thì coi như là ở trong đó chết lần năm hai năm. Mọi người nghe không? Bên đó ăn hối lộ á, thì mọi người này cho chỉ là cái gì đó nhỏ. Người tị nạn thì rất là khổ và nguy hiểm. Tại vì còn Việt Nam có chút xíu gì á, la làng lên tham nhũng, hối lộ. Những cái tổ chức mà họ nói rằng là họ sẽ giúp cho người tị nạn điền form rồi phỏng vấn này kia đó, thì chúng ta cần phải xem xét kỹ xem là cái hiệu quả công việc của họ như thế nào. Ai cũng có thể nói là tôi đang giúp người tị nạn, tôi có luật sư này, luật sư kia, tôi làm thế này, làm thế kia. Nhưng chúng ta cần phải hỏi là phải biết một cái track record là anh đã giúp cho bao nhiêu hồ sơ kháng cáo được chào Gia Hoàng trong năm vừa qua, cũng như bao nhiêu hồ sơ mà nộp đơn xin tị nạn lần đầu tiên, bao nhiêu hồ sơ được thành công. Và làm sao chúng ta biết được là số tiền chúng ta đóng góp gây quỹ cho họ được họ sử dụng vào cái quỹ pháp lý như vậy á. Nghe không? Thứ nhất là tỷ lệ thành công nhé. Và thứ hai là có ai biết được rằng là đi theo cái số tiền đó đi về đâu không? Đó, mọi người nghe kỹ đoạn này nha. Đó. Hay là chúng ta chỉ biết chung chung thôi thì tôi nghĩ rằng là Mạnh Thường Quân nên biết rõ những công việc của họ làm, những báo cáo tài chính chi tiết trước khi mà đóng góp. Đó. Sẵn bà nói như vậy thì chắc là bà cũng biết trong những năm vừa qua có những dự luận không tốt về những cái tổ chức thiện nguyện mà. Tôi chỉ lo về vấn đề y tế và xã hội. Tôi không phải là những người chuyên lo về pháp lý để mà xin tị nạn này kia. Thì những chuyện đó thì tôi cũng nghe lùm xùm giống như anh vậy đó. Nhưng mà tôi không phải là cái người trong cuộc để mà có thể khẳng định là họ làm đúng hay họ làm sai hay tiền bạc như thế nào. Tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi xin có một ý kiến thế này là các hội đoàn mà gây quỹ xin tiền người hải ngoại để mà làm những công việc như là về giúp người tị nạn ở Thái Lan á, thì hồi nào giờ tôi chưa thấy cái hội nào mà công khai tài chính nghe mọi người giúp cho người ta một cách nghĩa là rõ ràng, tức là hồi nào tôi sẽ lo thế này, đó, lo thế kia, nhưng mà không bao giờ nghe. Không bao giờ chúng tôi có một cái báo cáo tài chính chi tiết là số tiền đóng góp của hải ngoại đã, cái này mới quan trọng, những công việc gì, đúng không ạ? Chứ bây giờ nghe hết từ hội nào hết chứ. Đó. Thành ra tôi thật tình mà nói tôi không có niềm tin vào bất cứ một hội đoàn nào. Đó. Mọi người nghe rõ không? Này là chứ là người của bên họ nói nha, chứ không phải là người của chúng ta nói. Tức là mọi câu chuyện các hội nhóm từ xưa giờ quyên góp và làm như thế nào ra sao á, là không có một cái báo cáo chi tiết nào hết. Những nhân vật đó dán mác là tị nạn và đó, Việt Nam, cái này quan trọng nè, không có được cái đời sống tự do ở tại Việt Nam, vì vậy mới đến Thái Lan để tị nạn. Nhưng mà cuối cùng những báo đài đó đưa ra những người này vẫn đi ra đi vào Việt Nam, và thậm chí là một chủ của doanh nghiệp lớn nữa. Nghe không? Nghe không mọi người? TV của Canada cũng đã chiếu lên rồi, và ngay cả bản thân tôi vô tình cũng đã phát hiện cái người đó bay từ cái chuyến bay từ Sài Gòn qua Thái Lan tị nạn á. Câu hỏi riêng dành cho bà là mọi người nghe không? Tị nạn. Nếu như mà có một cái
cái gia đình hay cá nhân nào đó cần cái sự giúp đỡ của bà ở tại Thái Lan, làm sao bà cũng như là những người tình nguyện viên có thể biết được là những trường hợp này có thật hay không, có đáng để giúp hay không? Thưa anh, theo tôi được biết, nếu mà họ là giả đó, thì họ ở Thái Lan họ sống một đời sống nghĩa là không phải là nghèo khổ đâu anh, đúng không? Tức là họ giàu mà, có tiền mà, đúng không? Họ họ đâu có đi xin trợ cấp hay là xin giúp. Cái khoản này là một là bà này bị lừa, hai là bà ngụy biện. Lát tôi sẽ phân tích cái điểm này. Họ nghèo thiệt và họ đang sống rất là khốn khổ bên Việt Nam thì chúng tôi mới giúp, mà thật ra cũng không giúp gì nhiều đó, một tháng chừng $100 để mà gọi là phụ trả tiền nhà thôi, chứ cũng không có khả năng để mà giúp nhiều đâu anh. Dạ, nếu như anh đã thấy những cái hình tôi gửi cho anh đó, người Việt Nam hiện nay á là không có gạo mà ăn, và có những người họ phải đi moi thùng rác đó, tức là những cái thùng rác mà họ mà những người bán rau bán cải đó, họ rau mà bị hư bị thối đó, họ dục ra thùng rác đó, thì họ phải đi lụm lại những cái đó để mà có cái rau cải nấu ăn trong nhà. Nghe rõ mọi người. Đó thì là những người nghèo thực sự đó. Dạ, anh tôi đã gửi cho anh xem hình đó. Thì chúng tôi sẽ nhắm vào những cái người mà họ thực sự cần để mà là survive, để mà sinh sống. Còn những người mà tạm gọi là đại gia như anh nói đó, thì chắc chắn là họ không cần mình, mà mình cũng không cần biết họ là ai. Yep. Vâng, thì riêng những người mà bà tiếp xúc cũng như là cần cái sự giúp đỡ từ tổ chức của bà đó, thì không biết là đã có những cái trường hợp nào tương tự là gửi giấy tờ hồ sơ cho tổ chức này tổ chức kia nhưng mà cuối cùng vẫn chưa được xét duyệt hay không ạ? Có trường hợp nào hay không cụ thể nếu được ạ? Rồi, tạm thời mình nghe tới đây nha, nghe này nha mọi người, để xin đi vào câu chuyện cái chủ đề ngày hôm nay. Mọi người nhìn cái tấm hình này ra, mọi người thấy quen không? À, mọi người thấy quen không nha? Rồi, tôi sẽ để cái hình này làm cái hình nền. Thì hôm nay á, tôi làm cái live này thì với cái chủ đề đó là hồi chiều có trên hồi trưa nay thì tôi có đăng một cái bài trên trang, tức là họ nói về cái dự án của Obama. Gì vậy? Nhưng mà anh không like à? Đang like ông ơi. Yeah. Rồi. Không thấy xuất hiện. Đang like. Tức là người ta đề cập cái bài đó, người ta đề cập về một cái dự án của Obama với trị giá là $180 triệu. Thì cái mục đích của cái dự án đó là gì? Tức là cái mục đích của cái số tiền và cái dự án đó họ làm á là với cái mục đích chính á là họ muốn tẩy xử. Tẩy xử là sao? Họ muốn tuyên truyền để tẩy cái lịch sử là cái câu chuyện là họ không có xâm lược Việt Nam nha. Thì để tôi xin phép mọi người để tôi dành mấy phút để tôi đọc cái bài viết đó cho mọi người nghe, để mọi người đưa ra cái nhìn nhận ha. Tức là cái đó là tựa đề của cái bài đó là thế này: nhận diện chiến dịch xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Rất mong mọi người nên tỉnh táo nhận diện, quyết không cho chúng tẩy xử. Gần đây, trên cộng đồng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết tẩy não người Việt Nam về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rất tinh vi, xảo trá. Họ cố tình bôi nhọ tính chính nghĩa trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này. Đồng thời, chúng cố tình xuyên tạc bản chất chế độ tay sai bán nước của ngụy quyền Sài Gòn rằng Việt Nam đã đuổi đi hai nền văn minh Pháp và Mỹ, hay là Việt Nam Cộng Hòa, tức là ngụy Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể quốc gia đã tồn tại ở miền Nam, hay còn gọi là ngụy quyền Sài Gòn là miệt thị. Thực tế, đây là một chiến dịch xuyên tạc lịch sử nhằm rửa mặt cho ngụy. Mọi người nghe rõ nha, nhằm rửa mặt cho ngụy, rửa nhục cho Mỹ. Đó, tức là hai cái chính: rửa mặt cho ngụy và rửa nhục cho Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng một dự án quy mô lớn của CIA với tên gọi Dự án tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, do Obama phát động bởi một đạo luật khởi động từ năm 2012.
Dự án này được chia làm 3 giai đoạn nha. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 2012 đến năm 2014, tổ chức các hoạt động tưởng niệm ở Mỹ. Giai đoạn 2, từ năm 2014 tới năm 2017, xây dựng chân rết ở Mỹ và các quốc gia khắp thế giới. Tất nhiên, Việt Nam là chính nha. Giai đoạn 3 là từ năm 2017 đến năm 2025 là giai đoạn cao điểm. Nội dung chính là nhằm tôn vinh lính Mỹ ngụy, xóa bỏ hội chứng Việt Nam, sửa đổi lịch sử, tẩy xóa sự thật cuộc chiến ở Việt Nam. Tiền ngân sách ban đầu là 5 triệu đô một năm, sau nâng lên 180 triệu đô trong vòng 13 năm. Nhưng thực tế, số tiền đó còn lớn hơn nhiều so với dự án này. Dự án Obama đang trong giai đoạn 3 như vậy và sẽ kết thúc vào năm 2025. Đó là lý do tại sao nhiều kẻ đã điên cuồng xuyên tạc lịch sử, thậm chí xuyên tạc cả nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về những nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam năm 1959. Và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thế mới hiểu bọn chúng nham hiểm tới mức độ nào. Thực ra, chế độ ngụy quyền Sài Gòn là một chế độ bán nước do Mỹ lập ra để cai trị miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954 đến 1975. Đó là một chế độ tàn ác nhất tại miền Nam lúc bây giờ. Chỉ cần tra trên Google cụm từ tội ác của Mỹ ngụy trong chiến tranh xâm lược Việt Nam sẽ cho ra rất nhiều kết quả. Tuy nhiên, gần đây một số bài viết trên Google cũng không thấy xuất hiện nữa. Thay vào đó là chúng tăng tần suất xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước trên YouTube, Facebook. Chúng ta đừng bao giờ quên những lời người Mỹ đã nói. 20 năm sau, chúng ta sẽ trở lại Việt Nam, không phải với xe tăng Đại Bác, chiến hạm hay pháo đài bay, mà bằng sấp đô la. Khi đó, cờ Mỹ sẽ bay không chỉ ở Sài Gòn mà còn hiên ngang giữa lòng Hà Nội. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng ta như những vị ân nhân. Mọi người nghe rõ không? Đó. Và đó là mục tiêu mà Washington không bao giờ từ bỏ. Với việc đầu tiên là phải tẩy xóa sự thật cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng những đồng đô dơ bẩn từ việc xuyên tạc sự thật lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết, kiên trì làm thất bại chiến lược xuyên tạc lịch sử của những thế lực thù địch này. Đó, tức là mọi người nghe sơ qua cái nội dung của cái bài đó. Ủa mất tiếng hả mọi người? Cho thông tin lại giùm coi có bị mất âm thanh gì không? Thế anh Chu Phan bảo là im lặng mới phải vậy không ạ? Bởi vậy cho nên là hôm nay tôi làm cái like và tôi để cái hình này. Hình này là chắc mọi người là tất cả mọi người đều biết về cái hình này là cái gì đúng không ạ? Tức là cái hình trắng đen là hình cái cô bé bị cái bom napalm. Đúng không? Bom napalm. Và cái bức ảnh này nếu tôi nhớ không lầm là cũng đã được tuần đoạt giải báo chí của quốc tế gì đó. Đúng không? Và hiện tại cái hình này tức là khi cô ta lớn, cô ta đã hiện tại bây giờ đã có gia đình và đã sinh được con. Đó. Thì mọi người nghe rõ. Tôi xin nói lại mấy cái điểm ở trong cái bài đó. Đúng không? Tức là mục đích rõ ràng của người Mỹ là gì? Họ sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để lập ra một cái dự án, đi một cái chương trình gọi là dài hơi. Đúng không? Nhằm mục đích họ muốn tẩy xóa cái lịch sử. Thứ nhất là tẩy xóa cho cái giới trẻ Mỹ về cái nỗi nhục mà nước Mỹ đã thua Việt Nam và đã có những cái hành động gọi là xâm lược Việt Nam, gây ra những cái cuộc chiến tranh tàn khốc ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Việt Nam.
đặc biệt là những cái bom napalm và những cái 80 triệu lít chất độc dioxin, đúng không ạ? Đó. Và họ muốn rằng họ xóa lịch sử, họ xóa lịch sử về cái câu chuyện là họ không có xâm lược Việt Nam, đúng không ạ? Đó. Thì cho nên đây là một cái dự án với một mục đích và cái mưu đồ rất là nham hiểm và xảo trá, đúng không? Họ đã tuyên bố đó, 20 năm sau họ sẽ quay lại Việt Nam và cờ Mỹ sẽ tung bay ở Sài Gòn tới Hà Nội gì đó, và dân Việt Nam sẽ ra đón họ với những sấp đô la. Họ tự tin tới với từ đó. Cho nên mọi người dân chúng ta cũng phải nên cực kỳ cảnh giác với trường hợp này. Và tôi cũng xin nói lại, tại sao hồi nãy trước cái đầu live, trong khi đợi mọi người vào á, thì tôi lại mở cái đoạn clip đó. Thì cái đoạn clip đó là, tức là cái nội dung nó nói về những người gọi là họ mượn danh tị nạn đang ở bên Thái Lan. Thì tôi cho rằng hai cái vấn đề này nó có liên quan đến nhau. Nó có liên quan. Và liên quan như thế nào thì mọi người cũng biết, tức là ở đây chúng ta phải nên rõ ràng lại hai cái chữ tị nạn, đúng không ạ? Bởi vì đối với tôi á, với góc nhìn của tôi á, tôi thấy ở đây chẳng có gì mà tị nạn cả. Một đang sống ở một trong một cái đất nước hòa bình, độc lập, tự do thì làm sao tị nạn, đúng không ạ? Đúng không? Rõ ràng là, tức là họ, thứ nhất họ mượn cái danh tị nạn để họ chống phá nhà nước, họ đi sang một nước thứ hai là họ định cư tại Thái Lan. Và chính những cái thế lực như cái dự án của Obama nè, mới lợi dụng vào câu chuyện là họ lên tiếng tị nạn để chứa chấp những cái thành phần này. Chứa chấp những thành phần này không nằm ngoài mục đích, đúng không ạ? Không nằm ngoài mục đích, họ sẽ sử dụng những con cờ này trong cái câu chuyện dự án của họ, giống như hồi nãy cái bài tôi vừa đọc cho mọi người nghe. Cho nên mọi người thấy không? Thế mọi người sâu chuỗi lại tất cả vấn đề là nó có hệ thống cả, chứ không đơn thuần. Bởi vì chúng ta rõ ràng, đó là một câu chuyện theo tôi hiểu, và tôi tin rằng chắc mọi người cũng hiểu một câu chuyện. Nếu một người hay là một bộ phận dân số nào đó mà tị nạn, là chúng ta phải hiểu như thế nào? Tôi nói ví dụ như thời chiến tranh đi, đúng không? Thí dụ như một nước nào đó giống như là Mỹ hay Pháp, nó vào đất nước chúng ta, nó xâm lược, nó đánh, thì người dân có thể vì sợ chiến tranh thì họ chạy, thí dụ đại khái họ chạy qua Campuchia hay qua Thái Lan, thì cái đó được xem là tị nạn, đúng không? Tị nạn chiến tranh, rõ ràng không? Chỉ có một cái tị nạn đó thôi. Còn những trường hợp như hiện tại giờ họ kêu tị nạn thì họ tị nạn vì cái gì? Thì như tôi đã từng nói những cái này trước, có phải là họ tị nạn về đói nghèo, hay là vì không có tiền, tị nạn về vấn đề là lừa đảo? Nói thẳng luôn, tị nạn vì đồng tiền để lừa đảo. Hồi nãy đó mọi người đó, cái clip tôi mở đó, đúng không? Cái clip tôi mở đó là rõ ràng cái độ lừa đảo như thế nào là chính người của họ bên đó nói, chứ không phải bên đây chúng ta nói. Là mọi câu chuyện bà Holly Ngô, bà Holly Ngô nha, cũng một gọi là làm nhà, một nhà làm công tác xã hội, bà đã lên tiếng. Tức là từ trước đến giờ tất cả các hội nhóm, hội đoàn gì bên Mỹ hay bên hải ngoại gì đó đứng ra kêu gọi kiều bào ở hải ngoại gom tiền để làm từ thiện ABCD gì đó. Nhưng một cái thắc mắc chung tới hiện tại bây giờ chưa có lời giải đáp là cái gì? Tức là những cái khoản kê chi tiết đó, tiền quyên góp được bao nhiêu và chi vào đâu, chi ra bao nhiêu, thì bà nói rõ ràng bà chưa hề nghe thấy một cái hội chức, một cái tổ chức hay một cái hội đoàn nào làm được cái điều đó cả.
đúng không? Thì đây mọi người thấy là cái gì, cho nên tại sao á có những câu chuyện như Dương Bi hay nói là cái tổ chức Việt Tân hay tổ chức tùy kia tồn tại thì phải sau lưng họ là những thế lực gì chống lưng cho họ về vấn đề kinh tế để họ mới tồn tại được, và họ chi phí vào những cái khoản gọi là cho những thành phần dân chủ cội thế này thế nọ hàng tháng bao nhiêu để nó xuyên tạc mà nó chửi đất nước. Kevin chờ tôi chút xíu nha. Đúng ạ. Thì cái nguồn tiền đó, đó nó không đâu ra là từ cái quỹ của Obama. Giống như này tôi nói là 180 triệu đô. Đó. Mọi người thấy rõ ràng không? Tức là ở đây tôi xin chốt lại vấn đề. Thứ nhất là cái sự nham hiểm của cái dự án Obama trị giá 180 đô nhằm mục đích thay đổi lịch sử cuộc chiến xâm lược của họ vào đất nước Việt Nam chúng ta. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái câu chuyện mà những thành phần gọi là chống phá nhà nước ấy, họ đang ở bên Thái Lan, họ hô hào, họ bảo là họ tị nạn cộng sản. Thì tôi cho rằng họ mượn danh tị nạn để họ tham gia vào những con cờ của cái dự án Obama này nhằm chống phá nhà nước và nhằm thay đổi lịch sử Việt Nam. Đó, tôi xin chốt lại cái vấn đề là ở đó.